Chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Ma Vật sẽ hướng dẫn cho các bạn về xin đồ in của máy Toshiba BAX6T. Hiện tại trên bàn mình có cái máy Toshiba BAX6T. Thì sẽ hướng dẫn các bạn về xin đầu tiên để về xin các bạn mở nắp máy lên. Thì bên hông nó có tay cầm để mở lên, thì dừng thẳng lên. Rồi tiếp theo các bạn mở cái cùng đồ in ra để mở ra các bạn. Đây gạt cần khóa để mở ra, nó giờ đồ in lên. Thì vị trí cần về xin đó là cùng đồ in là ở đây. Các bạn có thể thấy đây, với lại là trục roller. Với lại lưu ý một chỗ là trong quá trình mà vệ sinh, các bạn lưu ý là đeo nhẫn hoặc đồng hồ là tránh tác động mình vào cái đầu in làm nó bị xước. Thì để vệ sinh các bạn dùng cồn và bông gòn để tẩm, hoặc là cồn đã có tẩm sẵn bông gòn. Nên mình sẽ xin các bạn xem, để xin các bạn lau qua cái đầu in. Rồi tiếp theo các bạn lật mặt khác để lau ngược lại. Có thể làm như vậy vài lần, chứ đừng có lau qua lau về. Mục đích nó là nhiều khi mình bị dính bùi hay là gì thế đó, mình đẩy qua để về làm trước. Tiếp theo các bạn nhân tiện các bạn lau luôn cái trục roller. Đây cũng là một cái bộ phận quan trọng của máy. Nó có thể tác động ảnh hưởng trực tiếp đến cái bản in, chất lượng bản in đẹp hay xấu. Rồi nhân tiện các bạn lau xung quanh một chút. Mà quan trọng nhất vẫn là đầu in và trục roller. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn xem cách vệ sinh đầu in của máy Toshiba AX6T. Trong quá trình sử dụng, nếu mà có vấn đề thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Ma Vật để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn.